Bonjour à tous et à toutes. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh học tiếng Pháp cùng Vanh, Français avec Vanh. Bài hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài nghe TCF, Compréhension orale. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Allez, on commence. 4 đáp án để lựa chọn cho câu hỏi thứ nhất. À des scientifiques avérés, aux enseignants de lycée, aux bénévoles d'organisation, aux passionnés de science. Cùng giải thích chi tiết. À des scientifiques avérés. Với các nhà khoa học đã được chứng minh. Từ avéré chúng ta có thể dịch đó là đã chứng minh và đã được xác nhận. Tuy nhiên trong trường hợp này, chúng ta đã hiểu những cái nhà khoa học mà được chứng minh, được xác nhận thì có nghĩa là những nhà khoa học được công nhận, những nhà khoa học có uy tín. Tiếp theo, aux enseignants de lycée, các giáo viên của trường cấp 3. Enseignant có nghĩa là giáo viên, lycée là trường cấp 3. Aux bénévoles d'organisation, với các tình nguyện viên của tổ chức. Bénévoles có nghĩa là tình nguyện viên, organisation là tổ chức. Aux passionnés de science, cho những cái người đam mê khoa học. Passionné ở đây có nghĩa là người, người đam mê, người mà có đam mê về cái gì? Đam mê khoa học, science, passionné de science. 4 đáp án để lựa chọn cho câu hỏi thứ hai. Venu en aide aux populations défavorisées, apporter aux scientifiques le support des médias, mettre en relation les différentes cultures, exposer les résultats d'une étude scientifique. Tiếp tục giải thích chi tiết. Venu en aide aux populations défavorisées. Venu en aide à quelqu'un có nghĩa là đến giúp ai. Ở đây là đến giúp population là người dân. Người dân défavorisé có nghĩa là đang bất lợi, có hoàn cảnh khó khăn. Venir en aide aux populations défavorisées là đến giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Apporter aux scientifiques le support des médias. Apporter có nghĩa là mang đến. Apporter quelque chose à quelqu'un là mang đến cho ai cái gì. Apporter aux scientifiques là mang đến cho các nhà khoa học. Scientifique có nghĩa là nhà khoa học. Le support, sự ủng hộ hay sự hỗ trợ, des médias của truyền thông. Cung cấp cho các nhà khoa học cái sự hỗ trợ của truyền thông. Mettre en relation là kết nối, liên lạc, liên hệ hay tạo quan hệ. Les différents cultures, kết nối các cái nền văn hóa khác nhau. Culture có nghĩa là văn hóa và différent là tính từ khác nhau. Exposer les résultats d'une étude scientifique. Exposer là trình bày hay triển lãm. Les résultats là kết quả. Kết quả của une étude là một cái sự nghiên cứu, scientifique là thuộc về khoa học, liên quan đến khoa học. Trình bày kết quả của một cái nghiên cứu khoa học. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe bản tiếng Pháp. La nouvelle série documentaire Sur la Terre, rendez-vous télévisé hebdomadaire des amoureux de la nature et des sciences, nous propose de partir aux quatre coins du monde à la rencontre de ces chercheurs qui travaillent sur le terrain en quête de nouvelles connaissances. Science et télévision ne font pas forcément bon ménage, car les scientifiques ont tendance, en général, à se méfier des raccourcis et des exagérations qu'induit le média audiovisuel. C'est pourquoi les réalisateurs de Sur la Terre ont voulu travailler autrement en allant très en amont à la rencontre des scientifiques. Le respect du fond n'exclut pas la recherche d'une forme la plus attractive possible, télé oblige. Et à ce propos, les milieux naturels qui constituent le décor des épisodes permettent de très belles images de la forêt tropicale gabonaise au lagon de Nouvelle-Calédonie. L'objectif de la série est de nous montrer un autre visage de la science, résolument vivant au cœur des enjeux actuels de santé publique, d'environnement et de découverte d'autres cultures. À qui s'adresse cette émission? 2. Quel est l'objectif de cette nouvelle émission? Bây giờ mình sẽ đọc chậm để các bạn có thể nghe dễ dàng hơn. La nouvelle série documentaire sur la Terre, rendez-vous télévisé hebdomadaire des amoureux de la nature et de science, nous propose de partir aux quatre coins du monde à la rencontre
de ces chercheurs qui travaillent sur le terrain, en quête de nouvelles connaissances. Science et télévision ne font pas forcément bon mélange, car les scientifiques ont tendance en général à se méfier des raccourcis et des exagérations qu'induit le média audiovisuel. C'est pourquoi les réalisateurs de Sur la Terre ont voulu travailler autrement en allant très en amont à la rencontre des scientifiques. Le respect du fond n'exclut pas la recherche d'une forme la plus attractive possible, télé oblige. Et à ce propos, les milieux naturels qui constituent le décor des épisodes permettent de très belles images. De la forêt tropicale gabonaise au lagon de Nouvelle-Calédonie. L'objectif de la série est de nous montrer un autre visage de la science, résolument vivant au cœur des enjeux actuels de santé publique, d'environnement et de découverte d'autres cultures. D'après le site internet larecherche.fr, 22 octobre 2010, à qui s'adresse cette émission? Quel est l'objectif de cette nouvelle émission? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào chi tiết. La nouvelle série documentaire. Documentaire có nghĩa là phim tài liệu. Ở đây chúng ta sẽ hiểu đó là cái bộ phim tài liệu mới Sur la Terre. Rendez-vous, điểm hẹn. Télévisé, điểm hẹn truyền hình. Hebdomadaire có nghĩa là hàng tuần, tính từ hebdomadaire. Điểm hẹn truyền hình hàng tuần. Des amoureux của những người yêu. De la nature, yêu thiên nhiên. Et des sciences và khoa học. Nous propose thì đề nghị chúng ta de partir aux quatre coins. Đi đến bốn cái góc du monde, bốn góc của thế giới, chúng ta sẽ hiểu là bốn phương hay gọi là đi khắp thế giới. À là không công dụng gặp gỡ de ces chercheurs, các cái nhà nghiên cứu qui travaillent sur le terrain, người mà làm việc trên thực địa, tại thực địa. Enquête de nouvelles connaissances, trong cái việc tìm kiếm các cái hiểu biết mới. Connaissance có nghĩa là hiểu biết. Science et télévision, truyền hình và khoa học. Ne font pas forcément bon ménage. Động từ faire bon ménage có nghĩa là hòa hợp. Forcément là một cách mạnh mẽ. Không hòa hợp một cách mạnh mẽ, đó là không quá hòa hợp. Car les scientifiques, bởi vì các cái nhà khoa học. En tendance, có xu hướng. En général, nhìn chung thì dè chừng. Những cái phân đoạn bị rút gọn. Chúng ta sẽ có se méfier de, có nghĩa là dè chừng raccourci là bị làm ngắn, bị rút gọn đi. Có nghĩa là những phân đoạn bị rút gọn. Et des exagérations, hay những cái sự phóng đại. Canh du le média audiovisuel, mà truyền thông audiovisuel là nghe nhìn, truyền thông nghe nhìn là média audiovisuel. Anh dure, động từ nguyên mẫu có nghĩa là rút ra, ở đây chúng ta chia là anh du. Anh du le média audiovisuel. C'est pourquoi, đó là lý do tại sao les réalisateurs, đạo diễn của Sur la Terre, ont voulu travailler, muốn làm việc autrement, một cách khác. En allant có nghĩa là bằng cách đi. Đi đến đâu? Đi à la rencontre, đi đến gặp des scientifiques, đi gặp các cái nhà khoa học. Scientifique có nghĩa là nhà khoa học. Và đây chúng ta sẽ có một cụm đó là très en amont, là trước, sớm. Ở đây là rất sớm. Đi gặp những cái nhà khoa học rất là sớm. Le respect du fond, việc tôn trọng nội dung. L'exclut, không bao gồm. L'exclut pas la recherche, cái việc nghiên cứu. D'une forme, một cái dạng. La plus attractive possible, một cái dạng cuốn hút nhất có thể. Télé oblige, mà truyền hình yêu cầu, động từ oblige, đòi hỏi, yêu cầu. Đây có nghĩa là cái việc tôn trọng nội dung ấy, thì nó không bao gồm trong cái việc là nghiên cứu một cái phương thức mà có thể thu hút nhất cái điều mà truyền hình yêu cầu. Có nghĩa là người ta vừa có thể thu hút những người xem mà vừa tôn trọng cái nội dung. Et à ce moment, và đối với cái chủ đề này, hay chúng ta có gì là nhân tiện, tuy nhiên thường ở đấy à ce propos, với cái chủ đề này
Les milieux naturels, những cái môi trường tự nhiên qui constituent, thì tạo ra hay thiết lập le décor. Đó, décor là cái việc trang trí. Chúng ta có thể hiểu đó là cái bối cảnh, des épisodes của các cái tập phim. Permettre, đó là cho phép. De très belles images, những cái hình ảnh rất là đẹp. De la forêt tropicale có nghĩa là rừng nhiệt đới, Gabonaise, thuộc về Gabon, đây là một cái nước nhỏ, trước kia là thuộc địa của Pháp. Au Lagon de Nouvelle-Calédonie, ở cái sông Nouvelle-Calédonie, sông hay cái đầm. L'objectif de la série, mục tiêu của cái bộ phim này. Et de nous montrer, chỉ cho chúng ta, un autre visage, một cái bộ mặt khác, visage đó là mặt, ở đây chúng ta hiểu là một cái bộ mặt khác, de la science, của khoa học. Résolument vivant, một cách mạnh mẽ, sống động, thì chúng nghĩa là rất sống động. Vivant là sống động. Au cœur de, có nghĩa là trung tâm, mà chúng ta có au cœur des enjeux, trung tâm các thách thức hiện tại, actuel, de santé publique, của sức khỏe cộng đồng. D'environnement, môi trường. Et de découverte d'autres cultures, và cái việc khám phá những cái văn hóa khác. D'après le site, theo cái trang web langerchecks.fr ngày 22 tháng 10 năm 2010. Câu hỏi thứ nhất, à qui s'adresse cette émission? Chúng ta sẽ có động từ s'adresser trong trường hợp này, có nghĩa là nhắm đến ai. Chương trình này nhắm đến ai? Nhắm đến đối tượng nào? Quel est l'objectif de ces nouvelles émissions, và mục tiêu của chương trình mới này là gì? Nội dung tiếng Việt của bài nghe hôm nay như sau. Loạt phim tài liệu mới Sur la Terre, nơi gặp gỡ điểm hẹn truyền hình hàng tuần của những người yêu thiên nhiên và khoa học, đề nghị chúng ta đến những cái vùng đất khắp thế giới, bốn phương để gặp gỡ những nhà nghiên cứu làm việc trên thực địa. Trong cuộc tìm kiếm kiến thức mới, khoa học và truyền hình không phải luôn hòa hợp, vì các nhà khoa học thường có xu hướng không tin tưởng, dè chừng vào các phiên bản rút gọn và sự phóng đại mà phương tiện truyền thông nghe nhìn mang lại. Đó là lý do tại sao những người đạo diễn của Sur la Terre muốn làm việc khác đi bằng cách tiếp xúc với những nhà khoa học từ sớm. Sự tôn trọng với nội dung không loại trừ việc tìm kiếm một hình thức hấp dẫn nhất có thể do yêu cầu của truyền hình. Và về điều này, các môi trường tự nhiên tạo nên bối cảnh cho những hình ảnh tuyệt vời, từ rừng nhiệt đới Gabon đến hồ Lagon của New Caledonia. Mục tiêu của loạt phim là hiển thị cho chúng ta một gương mặt khác của khoa học, một bộ mặt khác của khoa học, sống động, ở trung tâm của những thách thức hiện nay về sức khỏe cộng đồng, môi trường và khám phá văn hóa khác nhau. Theo trang web langerchecks.fr ngày 22 tháng 10 năm 2010, đối tượng của chương trình là ai? Chương trình này nhằm vào ai? Mục tiêu của chương trình mới này là gì? Tiếp theo là slide từ vựng của bài hôm nay, để các bạn có thể tham khảo và học từ vựng tốt hơn, giúp ích cho quá trình nghe của các bạn. Bài nghe hôm nay của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hãy like, share, comment cũng như đăng ký kênh nếu các bạn cảm thấy bài học của mình hữu ích. Cảm ơn các bạn. Merci à vous. Au revoir et à bientôt.